Chào tất cả các bạn, từ từ khoan hãy lên hình. Núp đi khi nào anh kêu rồi hãy stop đầu đó nha. Chào tất cả các bạn, và bây giờ mình đang ở trường đại học Busan và bây giờ mình đang chuẩn bị cho một sự kiện trọng đại nhất của cuộc đời mình, đó chính là lên sân khấu. Ở đâu đây? À, ở đây là Đại học Quốc gia Busan. Ừ, và tí nữa sẽ có chương trình gì nè? Chương trình Chagi Charang, nói tiếng Việt là gọi là cuộc thi tìm kiếm tài năng. Ừ, đó, thế nên là tí nữa anh sẽ lên... lên sân khấu và sẽ bắt đầu diễn, là các bạn nhớ xem nha. Và bạn sẽ cho mình biết cảm nghĩ, suy nghĩ của bạn, anh Đơn sẽ được hạng mấy nè. Em nghĩ em nhìn tất cả các đối thủ ở đây. Đây đối thủ ở đây là đâu vậy? Đối thủ ở đây. Đối thủ đến từ nhiều quốc gia. Đúng rồi. Trung Quốc có, Mỹ có, Đài Loan, Hồng Kông lung tung. Nhưng mà em nhìn cái dàn chất lượng này thì em nghĩ là anh không được giải nhất thì hoặc là không có giải thôi. Quá đáng. Ok, vậy bây giờ các bạn nhớ chờ xem nha. Ok, bye. Chào các bạn, và bây giờ mình đang ở sau cánh gà dành cho ca sĩ. Đây là khu dành cho ca sĩ các bạn ạ. Tụi mình là ca lẻ nên tụi mình ngồi ngoài. Đang chờ. Đây là bạn này là quản lý của mình. Rất hân hạnh. Bạn này hồi đó có quản lý cho Sơn Tùng với Nu Quốc Thịnh rồi. Wonder One này đúng rồi, Wonder One nữa. Mày bị quýnh chết rồi. Thôi bị quýnh chết đó, xóa đi anh. Thôi. Em không nghĩ vậy đâu. Đây là sân khấu tụi mình, tí mình sẽ diễn, mà hy vọng là tí nữa sẽ có ai đó quay clip lại cho mình. Các bạn nhớ chơi nha. Go go. Nếu mà các bạn thấy là sau này anh Ân mà có đăng một cái clip đó lên nói về chuyện mà anh Ân đi debut ở Hàn Quốc á, nghĩa là anh Ân có giải, mà nếu anh Ân mà không có làm á là các bạn biết là anh im lặng trong thời gian dài là biết. Anh chỉ tham gia góp vui cho chương trình thôi. Ca sĩ khách mời đó các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
어떠세요? 어, 잘했어요. 매워? có nói gì với khán giả không? Mày quá không biết nói gì hết á. Tôi, 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 t